Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đang xem video. Thì ngày hôm nay cửa hàng camera bên em xin giới thiệu tới quý anh chị mẫu camera Yuxi không râu mới nhất của năm 2022. Thì nhìn về cơ bản tổng thể thì hai chiếc camera này có cấu tạo đơn giản là khá giống nhau. Thì chỉ khác nhau ở một chỗ là một chiếc thì camera Yuxi có độ phân giải là 5.0 megapixel, còn một chiếc ở bên tay trái em đây có độ phân giải là 3.0 megapixel. Thì cả hai chiếc camera này đều có chức năng giống nhau như là xoay 360 độ và xoay lên xoay xuống, đều có những khe thẻ nhớ và nút reset ở bên dưới. Như chiếc 3.0 này thì khác một chút, chúng ta phải tháo nắp lớp nắp này ra để chúng ta lắp thẻ nhớ vào bên trong. Thì cả hai chiếc này đều có chức năng đàm thoại hai chiều và xoay 360 độ, và cả hai chiếc đều xoay ban đêm có màu nha các anh chị. Thì tiếp theo video thì em xin hướng dẫn các anh chị mình kết nối cũng như là lắp đặt để sử dụng và điều khiển bằng chiếc điện thoại của mình. Khung hộp ra thì chúng ta sẽ có là một thân camera này và một bộ nguồn, một túi ốc vít và tắc kê và một chân đế thông minh để chúng ta dễ dàng lắp đặt và sử dụng ở trong tường cũng như là không cần phải mua bên ngoài nữa, bởi vì nhà sản xuất đã cho chúng ta sẵn rồi. Và đây là một sách hướng dẫn sử dụng, và sách hướng dẫn này là bằng tiếng Anh, và khi mua hàng ở bên em á thì anh chị sẽ được tặng được bộ sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt nhá. Rồi, để kết nối được chiếc camera này với lại điện thoại á thì đầu tiên á chúng ta đều phải cắm dây nguồn, cắm bộ dây nguồn này vào của adapter. Rồi, còn ở đây thì em đã cắm sẵn rồi. Ở đây thì em đã cắm sẵn đây rồi. Thì em xin phép là kết nối luôn và hướng dẫn mình sử dụng luôn. Thì về cơ bản thì hai chiếc camera này có cách sử dụng và kết nối như nhau. Thế nên là em sẽ lấy chiếc camera Yuxi Wi-Fi 5.0 để kết nối cho các anh chị. Và chiếc camera 3.0 này mình cũng làm tương tự như vậy là được nhé. Rồi thì ở đằng sau đây sẽ là chui để chúng ta kết nối được với lại nguồn điện. Chúng ta cắm trực tiếp cùng nguồn điện này vô. Rồi, sau khi cắm xong á thì camera sẽ phát sáng như vậy. Và chờ trong một lúc chừng khoảng là 5 tới 10 giây để camera khởi động. Vậy là chiếc camera của mình đã khởi động xong. Thì để kết nối chúng ta mở điện thoại của mình lên. Để em cho sáng màn hình. Và vì video kết nối này thì em xin ghi lại màn hình. Ghi lại màn hình để cho chúng ta nhìn trực tiếp. Và em sẽ để ở bên tay trái của góc màn hình nhé, để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Rồi, sau khi mở điện thoại lên á thì chúng ta cần phải tải một app gọi là app Yuxi. Đối với lại máy sử dụng hệ điều hành là Android á thì chúng ta lên cửa hàng CH Play. Còn đối với lại máy sử dụng là hệ điều hành iOS thì chúng ta lên Apple Store. Thì trên tay em đây là một chiếc máy Samsung sử dụng hệ điều hành là Android, cho nên là em vào cửa hàng CH Play nè. Rồi, trên thanh tìm kiếm á ta gõ là ứng dụng Yuxi. Rồi thì ở ngay ở trên đầu tiên đây là ứng dụng Yuxi. Thì ở trên chiếc điện thoại này thì em đã tải về rồi, nên là em sẽ không ấn tải nữa. Còn anh chị nào mà chưa tải thì mình nhấn vào tải giúp em nhé. Em đã tải rồi thì mình sẽ nhấn mở. Rồi, sau khi lên mở lên á thì đây là chiếc điện thoại màn này mà em đã kết nối nhiều rồi. Thì em sẽ đưa về là màn hình giống như lúc đầu mà các anh chị mà chúng ta chưa kết nối với lại chiếc
camera nào á thì màn hình sẽ giao diện là như thế này. Và khi mở ứng dụng lên á, các anh chị mà đã đăng ký rồi thì được sẽ được vào trực tiếp ứng dụng. Còn khi các anh chị chưa đăng ký á, thì mình sẽ phải đăng ký. Thì các bước đăng ký thì nó cũng vô cùng đơn giản thôi, mình chỉ cần làm theo hướng dẫn ở trong app sử dụng khoảng chừng là 3 phút thôi là chúng ta đã có thể đăng ký được rồi. Thì video này thì em sẽ vào để em kết nối luôn. Thì đầu tiên á, và lên app chúng ta nhấn vào thêm thiết bị mới, nút màu xanh này, hoặc là ở trên này, trên góc phải bên trên màn hình á, chúng ta có dấu cộng chúng ta bấm vào đó cũng được. Em bấm vào thêm thiết bị mới nè. Rồi ở trên ngay dòng đầu tiên đây, chúng ta có nhìn thấy là thêm điểm truy cập, chúng ta bấm vô. Ngay ở phía dưới này là chúng có chỗ đã hoàn thành các thao tác trên, chúng ta nhấn vào đã tích dấu xanh này, rồi chúng ta bấm tiếp tục. Rồi ở trên phần này thì ứng dụng cho ta kiểm tra lại wifi ở nhà chúng ta xem rằng cái wifi này nhỉ, đã đúng hay chưa. Nếu mà đã đúng rồi á thì chúng ta bấm tiếp tục. Như em đây, em đã kết nối và đã đúng với lại wifi mà em đã sử dụng rồi thì chúng ta bấm tiếp tục. Rồi chúng ta bấm vào là đi tới kết nối wifi bắt đầu bằng GW, chúng ta bấm vô. Sau khi bấm xong thì màn hình sẽ hiện ra chỗ chúng ta là cái chỗ mà trong cài đặt wifi á, thì chúng ta sẽ thấy ở đây ngay trên đầu tiên đây có chỗ cài đặt là GWAP, còn ở phía dưới này các dãy số hàng sau ở phía dưới là ID của camera, thì chúng ta nhấp vô. Cái phần mạng lỗi này thì chúng ta không cần phải để ý nhé. Rồi sau khi nhấp vô xong á, chúng ta nhấn về tab màn hình, rồi quay trở lại ứng dụng UC. Rồi thì quay trở lại ứng dụng UC á, thì chúng ta sẽ có được cái giao diện như này và camera sẽ thông báo cho chúng ta là đang kết nối này, hoặc là ở đây là các phần gợi ý mà ứng dụng này đã cho chúng ta phần gợi ý này. Còn em ở đây thì em demo cho anh chị, thì em đặt là nhà để xe này, là bấm xác nhận này. Cái phần này là phần gợi ý mà chúng ta mua thêm của người đam mê nhé. Thì khi mà mua camera bên em á, thì các anh chị là mua nên là sử dụng trên chiếc thẻ nhớ để chúng ta sử dụng, thì không cần phải mua thêm của người đam mê này nữa. Chúng ta bấm xác ra. Rồi ở ngay trên màn hình đây chính là ngay đầu tiên đây, chính là camera, chúng ta bấm vào để xem trực tiếp những gì mà camera đã quay được. Thì các anh chị thấy hình ảnh camera thu vào được rất là sắc nét và không có độ trễ nha anh chị. Thì em xin điều khiển sơ qua cho các anh chị xem. Video này em xin kết thúc tại đây. Thì video sau em sẽ cho sâu cho chúng ta nhìn rõ hơn cái mà hình ảnh mà camera này thu lại được. Thì video này thì em chỉ hướng dẫn các anh chị mình kết nối với lại sử và sử dụng một chiếc điện thoại của chúng ta một cách dễ dàng và đơn giản nhất. Nếu mà các anh chị thấy video này hữu ích và hay thì cho em xin một nút đăng ký cũng như là một nút theo dõi để không bỏ lỡ những video mà em sẽ up lên tiếp theo.